Dạ ơn bà Thi Nhung, xin thân ái kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình VTV và radio. Quý vị đang theo dõi phần tin buổi tối cho ngày thứ Bảy, ngày 13 tháng 7. Và ngay sau đây là một số bản tin đáng chú ý đã diễn ra trong ngày hôm nay. Các du khách lại tiếp tục tắm nắng sau cơn bão chết người tại mạn Bắc Hy Lạp. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đàm phán với nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence đến thăm trung tâm giam giữ người nhập cư ở tiểu bang Texas. Cổ phiếu của hệ thống cửa hàng Bed Bath & Beyond giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 20 năm qua. Bộ trưởng Lao động Hoa Kỳ Alexander Acosta đã từ chức. Và ngay sau đây mời quý vị theo dõi những bản tin chi tiết. Thưa quý vị, để mở đầu là một phần tin liên quan đến thế giới cho hay, các du khách lại tiếp tục tắm nắng sau cơn bão chết người tại mạn Bắc của Hy Lạp. Mặt trời đã ló dạng ra khỏi những áng mây trên quần đảo Hadiki thuộc mạn Bắc Hy Lạp, đón chào các du khách đi tránh bão trở về sau khi trận thiên tai kinh hoàng bất ngờ đổ bộ vào nơi này, khiến cho ít nhất là 7 người bị thiệt mạng, trong đó bao gồm 6 du khách ngoại quốc đến từ Romania, Tiệp Khắc và Nga, đồng thời làm bị thương hơn 100 người khác. Bất chấp cảnh tượng hoang tàn kèm theo những đống đổ nát sau cơn bão, các du khách vẫn tiếp tục nằm phơi nắng ngoài trời sau khi trở về từ cuộc di tản. Nhiều cây cối đã bị gió thổi bật gốc, nằm đè lên xe hơi và nhà cửa, cũng như bàn ghế tại các bãi biển trong vùng. Ngoài ra, một số gia đình đã phải sống trong cảnh cúp điện, khiến ai cũng bỡ ngỡ vì cơn bão đến quá bất ngờ. Biểu tình để phản đối việc bắt giữ nhà đấu tranh cực hữu người Anh quốc Stephen Yalit Leanor. Thưa quý vị, hàng chục người biểu tình giận dữ với chủ trương ủng hộ cho nhà đấu tranh theo đường lối cực hữu người Anh quốc Stephen Yalit Leanor đã vừa xảy ra đụng độ với lực lượng cảnh sát chống bạo động ở gần trụ sở quốc hội ở thủ đô London sau khi nhân vật này bị bắt giữ vì tội danh không tôn trọng tòa án. Truyền thông địa phương ước tính có khoảng 200 người cầm biểu ngữ đã được nhìn thấy đứng hô vang các khẩu hiệu bên ngoài tòa nhà quốc hội để lên án phán quyết mà thẩm phán đưa ra. Ông Yalit Leanor, 36 tuổi, người được biết đến với biệt danh Tommy Robinson, đã bị phạt tù vì tội thâu hình một phiên tòa xét xử vào hồi năm ngoái và sau đó đăng đoạn video clip này lên mạng lưới điện toán toàn cầu. Yalit Leanor bắt đầu được mọi người chú ý với vai trò đồng sáng lập viên của phong trào đấu tranh đường phố English Defence League, viết tắt là EDL, với tư tưởng chống lại đạo Hồi. Kính thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đàm đạo với nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết quốc gia của ông sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán cùng với giới chính phủ Ukraine do tân lãnh đạo Volodymyr Zelensky đứng đầu, đồng thời sẽ không bỏ qua lời mời cùng Kiev nhóm họp với Hoa Kỳ cũng như Liên minh Âu Châu. Trong một tuyên bố đưa ra vào thứ Hai đầu tuần, tân Tổng thống vừa mới nhậm chức của Ukraine từng loan báo ông muốn sang Minsk để nói chuyện với Nga vì đây là nơi thảo luận hòa bình từng được ký kết nhằm để kết thúc chiến tranh ở mạn đông Ukraine. Quan hệ giữa Moscow và Kiev đã rơi vào căng thẳng kể từ khi Nga chính thức sáp nhập bán đảo Crimea, từng do chính phủ Ukraine tuyên bố chủ quyền, cũng như đứng sau hậu thuẫn cho nhóm phiến quân nổi dậy ly khai ở vùng Donbass. Tình trạng chiến cuộc đến nay đã cướp đi sinh mạng của khoảng 13.000 người. Bộ trưởng Môi trường Pháp Quốc bị chỉ trích vì những bữa tối sang trọng như ăn tôm hùm. Thưa quý vị, Bộ trưởng Môi trường Pháp hiện đang nỗ lực đấu tranh để giữ lại chỗ đứng trong chính phủ sau khi lên mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh cho thấy ông thường xuyên dùng bữa tối sang trọng hoặc dùng rượu đắt tiền và tôm hùm để khoản đãi khách mời khi còn giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội. Một website chuyên tiến hành những cuộc điều tra có tên là Mediapart vào tuần này cho biết, ông François de Rugis và vợ đã tổ chức hàng chục buổi tiệc xa hoa dành cho bạn bè ngay tại tư dinh của họ ở tư dinh thủ đô Paris trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 10 năm 2018. Mặc dù không có bằng chứng nào cho thấy ông này đã lạm dụng công quỹ, nhưng vụ việc được phơi bày ra ánh sáng ngay vào thời điểm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang bị gán mác là trọng giàu khinh nghèo.
Cũng theo trang Mediapart, thì khoảng 63.000 euro tiền đóng thuế của người dân đã được dùng để trùng tu căn tư dinh của ông de Rugis trên đại lộ Saint-Germain, đắp tiền ở ven sông Seine. Kính thưa quý vị, Liên Hiệp Quốc mở một cuộc điều tra về những cái chết trong cuộc chiến chống ma túy ở Philippines. Cơ quan Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào ngày thứ Năm 11 tháng 7 đã tuyên bố mở một cuộc điều tra tường tận về hàng ngàn người từng bị thiệt mạng trong cuộc chiến chống ma túy ở Philippines dưới sự chỉ thị của Tổng thống Rodrigo Duterte. Theo lời của những nhà đấu tranh bảo vệ nhân quyền, cuộc điều tra lẽ ra phải sớm được diễn ra chứ không phải chờ đến tận hôm nay. Thể theo thống kê do chính quyền Manila cung cấp, có khoảng 6.600 người đã bị cảnh sát tiêu diệt trong cuộc chiến chống lại các nghi phạm buôn lậu ma túy kể từ khi ông Duterte lên nắm quyền từ năm 2016 cho đến nay. Tuy nhiên, theo lời của một tổ chức vô vụ lợi, số người chết thực chất lên đến 27.000 người. Trong suốt thời gian qua, Philippines luôn được mệnh danh là nơi hoạt động mạnh mẽ của các tổ chức buôn lậu ma túy. Cuộc chiến chống ma túy của chính phủ Manila đã vấp phải nhiều sự chỉ trích từ phía Liên Hiệp Quốc, đặc biệt là cao ủy nhân quyền Michelle Bachelet. Trong khi đó, thì người tị nạn Rohingya phải đối phó với mùa mưa tại Bangladesh. Cùng với sự trợ giúp của chính quyền Bangladesh và các cơ quan nhân đạo quốc tế, những người tị nạn thuộc cộng đồng Hồi giáo Rohingya đến từ Miến Điện trong suốt vài tháng trở lại đây đã tiến hành xây dựng đường xá và ống thoát nước để chuẩn bị đối phó với mùa mưa xảy ra trong khu vực Khost Bazar. Bản tin do hãng thông tấn Reuters cung cấp vào ngày thứ Sáu 12 tháng 7 cho biết, ít nhất một người được cho là đã bị thiệt mạng cùng với hàng ngàn người khác đã lâm vào cảnh màn trời chiếu đất sau khi những cơn mưa nặng hạt trút xuống trong suốt vài ngày qua. Cơ quan Lương thực Thế giới WFO đã gấp rút gửi hàng viện trợ tới cho những người tị nạn bị ảnh hưởng bởi cơn lũ. Tình trạng thời tiết xấu đồng thời được dự đoán sẽ kéo dài cho đến ngày thứ Ba 16 tháng 7 tuần sau. Liên Hiệp Quốc ước tính có gần 700.000 người Hồi giáo Rohingya đã rời bỏ nhà cửa ở Miến Điện để sang tị nạn tại quốc gia láng giềng Bangladesh sau chiến dịch đàn áp của quân đội Najibitos vào hồi tháng 8 năm 2017 tại tiểu bang Rakhine. Quý vị vẫn đang theo dõi phần tin buổi tối cùng với Gia Ân và Thi Nhung. Chúng tôi sẽ quay trở lại với các bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ và đời sống sau một vài thông tin thương mại.